Trong phần chia sẻ về cá chép, rau câu cá chép á, thì em cũng đã có chia sẻ về cái cách làm cốt bí đỏ để mà mình làm cái rau câu cá chép. Thì ở trong công thức mà làm về heo quay da giòn này đó mọi người, thì em cũng vẫn sử dụng là công thức của cốt bí đỏ nha mọi người. Đó, công thức cốt bí đỏ luôn. Và hôm nay em xin chia sẻ cái clip về cái cách làm cái heo quay da giòn, cái mẹo để mình làm được cái lớp da giòn của heo quay. Còn cái phần cốt thì em vẫn giữ cái gấu cốt của cái clip là rau câu cá chép nha mọi người. Đó thì mọi người cùng làm và xem cách làm về cái phần da giòn của nó và cái cách đổ heo quay nó như thế nào nha. Rồi thì để làm cái heo quay thì mình phải mua cái khuôn heo quay nha mọi người. Đây là cái khuôn heo quay. Và bây giờ trước tiên mình sẽ đổ cái mắt của con heo nha. Thì mình sử dụng rau câu giòn á mọi người, và mình pha thêm một chút xíu cái bột than tre hoặc là bột ca cao để mình làm mắt heo nha. Nếu mọi người có cái ống xi lanh mà y tế á, mình bơm nó cũng dễ hơn là cái này của em nha. Cái này là đồ dụng cụ bơm sữa. Thì mình sẽ pha một lớp miếng rau câu trong và một ít bột tinh than tre. Rồi mình để mình làm cái con mắt của con heo nha mọi người. Mình để cho nó đông lại ha. Rồi mình sẽ đổ cái phần cốt bí đỏ vô. Cái phần cốt bí đỏ mọi người nhớ là phải nóng nha. Rau câu đổ phải nóng nha mọi người. Công thức thì mọi người coi lại cái bài là rau câu cá chép giùm em nha. Đó, thì mình sẽ đổ cái phần cốt bí đỏ vô. Nếu như mà mọi người mà đổ lớp nè, hoặc là mình đổ mà có nhân á, thì mình sẽ đổ như thế này nha. Nếu mà đổ có nhân thì mọi người sẽ đổ cái lớp ở bên ngoài trước. Mình cho cái phần cốt bí đỏ vô và mình sẽ nghiêng khuôn như thế này, cho cái phần rau câu nó sẽ bám đều khuôn như thế này nha mọi người. Đó. Nếu mà mình sẽ đổ luôn có phần nhân thì mình sẽ tạo cái phần da ở bên ngoài trước. Còn ở trong clip này thì em sẽ không có làm nhân, nên em sẽ đổ trực tiếp cái phần cốt bí đỏ vô luôn nha mọi người. Đó, em đổ trực tiếp luôn. Còn nếu như mà mọi người còn muốn cầu kỳ hơn thì mình sẽ đổ mà từng lớp và đổ nhân nha. Sau khi mình đổ xong thì mình sẽ để tủ lạnh 2 tiếng đồng hồ và mình lấy ra khỏi khuôn. Sau khi lấy ra khỏi khuôn rồi mọi người nhớ dùng khăn giấy á, mình lau khô cái phần rau câu nha. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ tạo hình cho con heo. Thì trên cái khuôn nó có cái hai cái phần để mà mình tạo cái tai heo á mọi người, thì mình cũng đổ luôn nha. Đó, sau khi mà đổ đông rồi á thì mình cũng sẽ là mình khoét một lỗ như thế này. Mình đo, mình lấy cái tai heo á, mình đo cho nó vừa. Rồi mình sẽ đổ cái phần, mình sẽ dùng dao á mọi người, mình sẽ khoét một cái lỗ vừa với lại cái tai heo mà mình đã đổ khuôn. Sau đó thì mình sẽ cho cái tai heo vô nha. Rồi mình cũng dùng rau câu trong để mà mình dán cái phần tai heo lại nha mọi người. Công thức rau câu trong thì em cũng đã chia sẻ trong cái bài rau câu cá chép rồi, thì em sẽ không chia sẻ lại. Mọi người xem lại bài đó giùm em nha. Em làm đều là công thức kinh doanh hết, mỗi clip đều rất là chỉnh chu. Em muốn làm để cho mọi người hiểu á, trong cái phần clip rau câu cá chép em đã chia sẻ rất kỹ về cái cách nấu rau câu. Khi mình pha một phần mình pha cốt bí đỏ và một phần mình chừa lại làm lớp rau câu trong á mọi người. Đó. Rồi thì mình sẽ đó, mình sẽ dán cái con heo lại nha. Thì trong cái bài rau câu bí đỏ thì một phần sẽ làm là rau câu bí đỏ, phần rau câu trong á, một phần là rau câu bí đỏ, một phần thì sẽ pha cái màu cam để làm cái vây của con cá chép. Còn trong clip con heo này thì mình sẽ một phần là cốt bí đỏ và một phần là rau câu trong nha mọi người. Cái phần rau câu trong đó thì mình muốn pha thêm cà phê hay vị gì đó mình làm nhân cũng được. Và mình nhớ mình chừa một phần hoặc để mà mình làm mình dán cái tai heo nè, rồi mình làm mắt heo nè,
Rồi một chút xíu mình sẽ làm phần da heo nha. Và cái phần mắt á mọi người, khi mà mình đổ á nó bị rớt ra đó, mọi người thấy em không, một cái nó dính và một cái nó không dính á, cái nó cũng lúc mà em đổ nó bị trôi ra đó mọi người. Thì em sẽ đổ thêm cái con mắt và mình cũng lấy rau câu trong mình dán lại như thế này nha. Đó, cái kỹ thuật là em làm như vậy đó. Đây là cái phần rau câu trong nè, mình sẽ cho một chút xíu cái riết lùng hoặc là nước cốt dừa nha mọi người. Mình sẽ dùng cái cây sủi bọt cà phê, mình sẽ sủi lên như thế này. Đó, cái mẹo của cái món này chỉ có cái bước này thôi. Đó, mình lấy cái phần rau câu trong, mình cho nước cốt dừa hoặc là sữa kem béo riết lùng, rồi mình sủi lên cho nó lên bọt. Và mình sẽ hớt cái bọt đó, mình sẽ cho lên cái mình con heo. Đó, mình sẽ cho lên cái mình con heo như thế này. Đó. Nếu mà mọi người muốn cái da nó giòn nhiều á thì mình sẽ cho nhiều cái phần bọt nha mọi người. Khi mà vớt hết cái phần bọt của cái lớp rau câu sữa này á thì mọi người sủi tiếp tục. Mình cứ sủi tiếp tục như vậy, rồi mình cứ cho mình hớt cái dòng cái bọt của cái lớp rau câu đó, mình cho lên mình của con heo như thế này. Theo thứ tự mình cứ, mình thích nhiều thì mình cho nhiều bọt. Tại vì em thấy á, khi mà mình cho nhiều cái phần bọt này nè mọi người, thì nhìn cái da của nó rất là giống, và nhìn rất là giống heo quay luôn á. Cho nên là mọi người làm cho nhiều lên đi, nhìn con heo nó sẽ đẹp hơn nha. Đó, rồi mình cứ cho như vậy. Rồi sau khi mà mình cho cái phần bọt của cái rau câu bọt lên á thì mình sẽ cho cái màu. Ở đây em đang sử dụng là 5 giọt màu cam và 2 giọt màu vàng tươi, màu của Singapore nha mọi người. Đó, thì mình sẽ cho mình hai cái màu đó mình trộn lại, rồi mình sẽ quét lên mình con heo như thế này nè. Đó, mình sẽ quét lên, mình sẽ tô lên nha mọi người. Nếu có cỏ lớn thì mình mua cây cỏ lớn chút, mình sẽ tô nhanh. Con heo này nó cũng lớn lắm đó mọi người. Đó, rồi mình cứ quét lên cái mình con heo để tạo cái hình da heo, da giòn nha mọi người. Đó, mình cứ quét đều như vậy. Đà, cái bài này chỉ là cái kỹ thuật làm thế nào để ra được cái là cái lớp heo quay da giòn, thì em cũng chia sẻ với mọi người để mọi người làm. Và mình chỉ cần mình học cái bài là rau câu cá chép ở clip trước của em, và mình kết hợp hai cái công thức đó, một cái công thức rau câu cá chép, và mình sẽ làm được hai cái món là heo quay da giòn và rau câu cá chép. Thì hai cái này là để kinh doanh mùa Tết nha mọi người. Đó, thì em cũng muốn chia sẻ cái kỹ thuật để mọi người làm. Đó, rất là đơn giản mọi người ha, nhưng mà nhiều khi mình cũng không biết á, cho nên là em biết thì em chia sẻ với mọi người. Mọi người nhớ xem lại cái bài rau câu cá chép nha. Và cái con heo này, cái trọng lượng của cái nước của nó là khoảng là 1,5 lít rau câu, cốt rau câu á. Thì mọi người vào xem và mình nấu, mình cân chỉnh nha. Cảm ơn mọi người.